Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách về thêm cho các anh một con 1500 RE. Mẫu máy rất quen thuộc cho nên chúng ta sẽ cập nhật nhanh về tình trạng của nó thôi ha các anh. Đây là dòng máy có tích hợp DAC 32 bit sẽ hỗ trợ các anh khai thác được nhạc số qua cổng optical này, đồng trục rồi USB DAC. Phía trước thì mình sẽ có một cái cổng USB như các anh có thể thấy ở đây. Và ngoài chuẩn đĩa CD thông thường thì nó còn hỗ trợ luôn cả đĩa SACD nữa. Sản phẩm này bắt đấu giá về với tình trạng còn rất là mới và chúng ta sẽ có đầy đủ những phụ kiện zin như remote và dây nguồn. Remote đúng đời của nó sẽ là RC1186 nha các anh, được làm bằng nhựa màu đen và nó sử dụng chung với âm ly 1500 RE luôn. Ngoài ra thì bác sẽ tặng kèm cho các anh một sợi dây optical để các anh có thể khai thác một cách thuận tiện, không có cần phải đi tìm mua. Dây này rất là chuẩn các anh, nó không quá đắt đỏ nhưng mà xài thứ nhất là bền và tín hiệu rất là ổn định. Bác tặng kèm thêm cho các anh một cái đĩa CD để nếu như các anh chưa có đĩa sẵn á, thì các anh có thể sử dụng cái đĩa đó để kiểm tra khả năng hoạt động của cái ổ CD này. Đương nhiên là tất cả sản phẩm thì bác đều sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 6 tháng để các anh yên tâm sử dụng và cam kết về yếu tố nguyên bản là tuyệt đối. Hiện tại thì sản phẩm 1500 RE này sẽ có giá bán như cũ, đó là 15 triệu 500 ngàn nha. Mức giá không bao gồm tiền phí vận chuyển. Về tình trạng thực tế thì phụ kiện các anh vừa quan sát xong và chúng ta sẽ có gương mặt. Bác sẽ quay chậm và thật gần để các anh dễ xem. Bên trên thì mình sẽ có những cái vết dấu tay này các anh, hoàn toàn là chưa có qua lau chùi gì nha. Đây là cái phần bên phải của gương mặt này, không có bất kỳ một cái vết trầy xước nào. Có thể là 10 trên 10 ha các anh, không có gì để chúng ta phải bận tâm cả. Nắp lưng của nó thì được làm khá là dày. Nắp lưng của con CD 1500 RE khả năng là nó còn dày hơn cả nắp lưng 2000 á. Các anh có thể thấy cái phần thép của nó này, cho nên tình trạng cấn mớp gần như là không xuất hiện trên những con máy này. Bề mặt sơn thì các anh quan sát kỹ một chút xíu ha. Bác sẽ quay hết tất cả những cái phân vùng của nó. Đây là phần bên hông. Cái này là bác học theo mấy anh YouTuber ở ngoài Bắc làm cái bàn xoay này cho nhanh ha. Nhưng mà bác thấy là những cái sản phẩm vừa vừa cân thôi thì hợp lý, nhưng mà nặng quá thì không biết nó chịu được hay không. Đó, thì để trên này xoay cho nó tiện để các anh quan sát nó nhanh hơn và cái video, cái thời lượng nó cũng tiết kiệm hơn. Sản phẩm của mình sẽ có series là 502913, được sản xuất vào năm 2014, còn rất là mới ha, đời khá là cao, cho nên là nó hầu như về cái mẫu sản phẩm này nè các anh, bắt bán ra chưa bao giờ gặp cái tình trạng là khách hàng báo hư hỏng hay là bảo hành gì luôn á. Bán rất nhiều nhưng mà hầu như chưa bao giờ gặp. Bề mặt sơn rất là đẹp nè, rồi tất cả những chi tiết hiện diện ở đây không có gì để chúng ta phải bận tâm hay lo lắng cả. Bác sẽ tháo luôn khoang nội thất bên trong ra để các anh ngắm nhìn tỉ mỉ nhất nha. Các anh quan sát luôn về phần mặt trong và nắp lưng nha. Tình trạng bề mặt gần như là mới, không có gì để chúng ta phải bận tâm cả. Phần khung xương của máy nè, cái này là thép nguyên bản nha, nó sẽ không được xi mạ gì, nhưng mà hầu như CD thì khoang nội thất của nó không có bị cũ các anh, tại vì không có bụi nó lọt vào nhiều. Ở đây là tổng thể khoang nội thất nè. Chúng ta sẽ có một cái khoang máy rất là sáng màu và cực kỳ sạch sẽ ha, gần như là không có bụi bặm gì cả. Rồi, mình sẽ có bo nguồn, tăng phôn nguồn nè, bộ xử lý và chuyển đổi nhạc kỹ thuật số ở đây. Cái này là vừa giải mã vừa chuyển đổi kỹ thuật số luôn nha. Ở đây là cái phần tụ cấp nguồn của nó và chính giữa là dàn cơ. Tất cả mọi chi tiết hiện diện trên sản phẩm lần này đều rất là mới. Rồi, các anh có thể quan sát tỉ mỉ ha. Con máy này hầu như trước sau, trong ngoài và phụ kiện không có bất kỳ chi tiết nào để chúng ta chê trách về hình thức cả. Còn về hoạt động thì Bách bảo hành cho các anh trong vòng 6 tháng, cho nên chắc chắn là máy hoạt động ok hết rồi đó, chứ không thể nào mà Bách dám bảo hành cho các anh trong một thời gian dài như vậy được. Thành ra là các anh không có gì phải lo lắng ha. 15,5 triệu. Nếu các anh có thêm những thắc mắc hay nhu cầu gì phát sinh, các anh vui lòng gọi trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.